Đầu tiên là thế này em nhá, em từ cái dữ liệu này em bắt đầu xuất xuất dữ liệu ra, thì cái quan trọng nhất là giữa hai bên là cái danh mục nó đồng bộ với nhau, tức là danh mục khách hàng, danh mục tài khoản, danh mục cả cái là nó phải giống nhau. Thì nếu như mà mình nó giống nhau rồi thì có thể mình không cần copy, nhưng bình thường mình chỉ copy danh mục và up danh mục trước. Thì đầu tiên là mình chọn danh mục và đồng ý này, thì ở đây nó sẽ đấy nó sẽ copy danh mục và nó sẽ lưu ra ở trong cái thư mục này, totalshop.net import export này là một file này. Thì sau khi nó xuất xong danh mục rồi thì mình sẽ bắt đầu xuất dữ liệu. Xuất dữ liệu thì ở đây mình chọn chứng từ này, mình chọn từ ngày đến ngày, tức là mình sẽ có chứng từ từ ngày nào đến ngày nào. Chưa, thêm ở năm năm nào rồi, ok. Thế bây giờ ở đấy á, là những cái chứng từ mình cần phải có thì mình có thể bỏ đi này, sau mình chọn này. Giờ bây giờ có hai loại thôi, thì đấy mình chỉ có mỗi một cái của ngân hàng, có thể có chuyển tiền nội bộ. Cái chuyển tiền nội bộ này là chuyển tiền các tài khoản trong của mình trong một công ty, mình chọn đồng ý này, thì nó sẽ lưu ra một cái file ở đó tiếp này. Chờ một đúng rồi, những cái nào mình cần copy thì mình copy rồi, sau khi nó lưu ra rồi á thì mình đóng nó đi. Bây giờ mình mở cái dữ liệu mình cần đưa dữ liệu vào, rồi em chọn dữ liệu mình cần đưa vào đấy. Đăng nhập vào cái dữ liệu mà mình cần đưa dữ liệu vào đấy. Rồi mình chọn vào đi, vào để chọn đồng ý. Rồi bây giờ mình làm tiếp này, mình vào tiền ích nhá, mình vào nhập khẩu, nhìn thấy không? Mình vào nhập khẩu á, thì ở đây nó sẽ đầu tiên là mình sẽ nhập khẩu danh mục này, thì mình chọn cái file nó có chữ danh mục, nhìn thấy không? Ở đấy á, là mình có thể copy, ví dụ như mình chỉ cần copy tài khoản không cần nha, bỏ hết đi, đưa sang cái vật tư hàng hóa kho và khách hàng nhà cung cấp, đồng ý. Những cái kia nó cũng mình có cần định dạng lại. Không, nhưng mà nó trông nó không có đấy, trông nó không có em nha. Ừ, nó đang có mà.
Sau đó mình lại vào tiệm này, nhập khẩu này, chứng từ này, mình chọn này, đây chứng từ nha, chọn file chứng từ này, mình bỏ chọn này, mình chỉ lấy cái giấy con nợ chuyển tiền thôi, có thể bỏ có thôi. Đấy, thì sau khi cọp xong á thì chứng từ nó ở trạng thái là chưa ký sổ. Em nhìn này là các cái chứng từ mình cọp vào như này, thấy chưa? Nếu mà chứng từ đã ghi sổ rồi thì là cái này là cọp rồi rồi. Cọp rồi thì ở trạng thái chưa ghi sổ, chứ có ghi sổ thì nó trùng rồi này. Cái này thì bây giờ em phải tự xóa rồi. Nhìn thấy không? Đấy, cái này những cái nào thừa thì em phải tự xóa thôi nha. Đúng rồi, ví dụ như ở đây muốn bỏ những cái mình đã sao chép á, thì khi sao chép là nó không ấy này, nó không 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 ghi sổ, thì mình có thể kích vào cái nút này để chọn những chứng từ chưa ghi sổ này. Thì đầu tiên là cái này là những cái mình có vào, thế trước tiên là mình xóa những cái này đã nha. Nhưng mà em phải biết thế này này, nhìn thế này thôi nhưng mà những cái chứng từ này có khi là bọn em sang là cái danh mục khách hàng nó khác nhau, ví dụ hai cái này này, nhìn thấy không? Đây thì bọn em lại trên này thì công ty thủy sản, mà dưới này à đây là hai chứng từ ở đây đây, ví dụ này đây, ví dụ đây là hai cái này là một, nhưng mà bọn em nhìn thấy không, bên này em cũng có mà bên này cũng có, là hai cái khác nhau, nó chứng tỏ là bọn em đã nhập rồi nha, rửa em nha.